Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã có buổi tiếp tân Tổng lãnh sự New Zealand Scott James chào ra mắt nhân nhận nhiệm kỳ mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chào mừng ông Scott James đến thành phố và Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Tin tưởng tân Tổng lãnh sự New Zealand sẽ có một nhiệm kỳ thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn được hợp tác với New Zealand trên các lĩnh vực mà nước bạn có thế mạnh như chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số để phục vụ cho các hoạt động của chính quyền và thúc đẩy kinh tế số. Chủ tịch Phan Văn Mãi mong muốn sẽ có sự hợp tác giữa các cấp như các cơ quan nhà nước của hai nước, các viện, trường và giữa các doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác với New Zealand và học hỏi kinh nghiệm của nước bạn trong vấn đề chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó, vấn đề giáo dục y tế cũng là lĩnh vực mà Thành phố Hồ Chí Minh muốn hợp tác với New Zealand để có thể phát triển thành phố thành trung tâm giáo dục y tế của khu vực. Tân Tổng lãnh sự New Zealand tại Thành phố Hồ Chí Minh Scott James cảm ơn sự đón tiếp chân tình của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chia sẻ mong muốn sẽ cùng thành phố góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hai nước. Ông cho biết, New Zealand có nhiều mối quan tâm với Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đặc biệt trên các lĩnh vực thương mại, giáo dục, du lịch. Sắp tới, New Zealand sẽ có một số phái đoàn thương mại đến Việt Nam tập trung vào lĩnh vực giáo dục và hàng không với mong muốn tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp của Việt Nam. Đồng thời sẽ có một tàu hải quân đến Việt Nam với mục đích trao đổi văn hóa, các thủy thủ muốn hỗ trợ các hoạt động cộng đồng tại Việt Nam. Tân Tổng lãnh sự New Zealand tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều hội thảo về phát triển bền vững để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp New Zealand đến với Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, qua đó sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hai nước.